em có biết rồi. Trời ơi. Ủa trời ơi Giang. Tú ơi. Cái gì em đi sau lưng anh nữa hả? Làm cái gì mà trời nắng chang chang mà anh đi nhanh em đuổi theo không kịp luôn á. Trời ơi em phải đi nhanh mới đỡ nắng chứ em đi chậm chậm là em hứng trọn vẹn nắng luôn đó. Bây giờ em không có biết là như thế nào mà em thấy em khát nước quá trời khát nước rồi. Khát nước không? Ừ. Anh sẽ đãi em uống nước. Đâu? Em có biết á, ở đây là đâu không? Không. Anh đưa em đến Kiên Giang, Cù Lao Tắc Cậu ta dừng nơi đây. Trời chưa nắng nóng em hay. Một ly khóm ép là ngon mát người. Trời ơi trời nắng chang chang mà anh còn làm thơ nữa. Anh làm thơ rồi nước của em đâu? Trong thơ có nước. Đâu? Khóm ép. Đâu? Tới rồi kìa đó. Đi đi lên. Okay. Đây giới thiệu với em. Đây là bà chủ là chị con cô bác, bà con xa của nhà anh. Thì bên anh cũng có những cái dịch vụ giống như là bán khóm cho mọi người ăn nè, rồi làm khóm ép. Mời em một chai. Tính ra mối quan hệ của anh cũng rộng rãi quá ha. Trời ơi, đi đâu anh cũng có bà con hết em ơi. Đây. Cảm ơn anh. Có lắc đều lên không? Lắc đều đây. Chưa nắng chang chang mà uống một ly nước ép khóm nó mát, dễ sợ mát luôn vậy đó. Em đã uống nước ép khóm hay là nước ép thơm nhiều chưa? Cũng nhiều rồi đó. Và em thấy là cái vị này khác với cái vị kia không? Ngọt hơn nè, thấm hơn nha. Đó chính là một cái vị đặc trưng của khóm Tắc Cậu Kiên Giang đó. À, nãy giờ đi dọc đây thì em thấy rất là nhiều những cái mô hình trồng mà khóm xen lẫn câu với lại dừa của bà con ở đây nè. Xác. Vậy thì ngày hôm nay là anh em đâu thế nào mà bỏ lỡ cơ hội là trải nghiệm mô hình trồng khóm Tắc Cậu cũng như là trở thành nông dân trồng khóm một ngày đúng không anh Tú? Trời, ý tưởng này rất là tuyệt vời. Như vậy anh và em cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng khám phá khóm Tắc Cậu ở vùng đất Kiên Giang nhé. Đi dọc quốc lộ 63 đoạn qua Cù Lao Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chúng ta sẽ bắt gặp hai bên đường là hàng dài những gian hàng khóm vàng ươm dưới nắng. Khóm Tắc Cậu trồng nhiều ở các xã Bình An, Vĩnh Hòa Phú và một phần của xã Minh Hòa, huyện Châu Thành. Khóm Tắc Cậu không chỉ là đặc sản của Kiên Giang mà thương hiệu khóm này còn nổi danh khắp miền Tây. Dạ, con chào chú Thái. Dạ, con là anh Tú và Giang Thái đến từ chương trình Việt Nam Mến Yêu. Con thấy chú đang thu hoạch khóm, mà con thấy ở đây là có khóm to, khóm nhỏ mà khóm còn xanh như vậy. Thì con đang thắc mắc là không biết là khóm thì khi nào là thu hoạch được chú ha? Thì cái thời gian bắt đầu mình xử lý cho tính ngày hôm nay thu hoạch, nó khoảng 120 ngày. 120 ngày? Là 4 tháng. Màu nó bóng, rồi mắt nó nở. Cái khóm này là khóm xử lý kịch mùa. Vậy thì khi vô mùa là những mùa là trong những tháng nào vậy chú? Rồi cái mùa chính của cái khóm này là vào tầm tháng 5, tháng 6 dương lịch hàng năm. Dạ chú ơi, cái khóm Tắc Cậu của mình khác với những cái khóm ở khu vực khác là như thế nào chú? Khóm Tắc Cậu này từ xưa tới giờ trồng cách đây khoảng gần 100 năm á, tới giờ thì nó có cái thương hiệu, coi như cái vùng này nước là nước lợ. Dạ. Đó, rồi cái thổ nhưỡng của nó là đất phèn. Dạ. Đất bồi có dạ. Phèn. Xưa tới giờ thì nó thích hợp cho cây khóm này phát triển. Mà thường phèn mặn thì con thấy là trong canh tác là nó không có tốt cho cây trồng á, thì bà con mình phải xử lý nước này như thế nào để cho ra cái chất lượng sản phẩm nó tốt vậy ạ? Thì cái đất này hồi xưa thì cũng phèn hơi nhiều. Yeah. Nhưng mà qua cái bà con về đây khai phá canh tác thì mới làm mấy cái thủy lợi nhỏ nhỏ, tức là làm mấy cái rãnh thoát nước. Đó. Yeah. Rồi sổ phèn. Thì sổ phèn bớt phèn thì đến hiện tại giờ thì cái phèn nó còn rất ít. Con thắc mắc là tại sao lại mình không trồng khóm không mà mình lại trồng xen với lại cây câu nè, rồi lại cây dừa nữa nè. Đem cái giống khóm này về đây trồng. Dạ. Thì trồng thấy nó phát triển tốt rồi trồng khóm. Thời gian nữa thì bà con thấy ta trồng cao. Đem về trồng thử. Lúc đầu tiên thì trồng một hàng vậy nè. Dài đó. Thấy nó cũng được, cũng tốt. Nhưng mà cũng có hiệu quả. Rồi cái nữa là tới cây dừa đó, thì mới đem về cũng trồng thử nữa, rồi thấy nó cũng phát triển tốt, hợp luôn. Mà nói chung cây khóm bây giờ có cái bóng mát này nè, nó so với cái chỗ mà trồng độc canh cây khóm thôi, nó có ưu điểm hơn là không bị cháy nắng, rồi trái khóm nó đẹp, nó đều hơn. Đẹp. Trong khi đó cái diện tích mình như là một cái diện tích mình tăng thêm cái thu nhập. Tăng cái hiệu quả kinh tế lên. Dạ tụi con cũng rất là muốn được thưởng thức cái khóm trái mùa nó như thế nào. Chú sẵn sàng, nhưng mà có cái là hôm nay tại vì khóm nó trái mùa này nó không được chín
á. Không, nãy thì giờ con có để ý là con có phát hiện thôi ra một cái trái chín ở trong này đây nè. Ờ, trái chín thì nó ít lắm nhưng mà trái nhỏ nữa, quá nhỏ. À, không sao, miễn sao là ăn khóm tắc cậu là được rồi đúng không anh Tú? Rồi rồi, bây giờ gọt, bắt đầu gọt khóm ăn. Đúng là phải vô tận vườn mới được ăn. Hai cháu này gọt gọt mắt giùm. Dạ. Anh ơi, nếu mà em gọt là tới chiều luôn á, để nhanh nhanh có ăn thôi, anh gọt luôn giùm em nha. Ok. Thời gian gấp rút nên là con gọt không có đẹp nha chú Thái. Rồi được rồi, gì là quá 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 được rồi chứ gì nữa. Dạ. À, để đây. Wow. Mời dạ, chú Thái. Cảm ơn. Ăn nó bị cuốn chú ạ. Có vị ngọt, có vị chua chua. Ừ. Nói chung là hai vị này nó hòa quyện lại là nó thanh thanh. Mà cũng có độ giòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi, giòn. À. Dạ. Giòn, ngọt. Lúc con cắt thấy nó mềm mềm, con sợ nó không giòn mà cuối cùng nó cũng giòn. Nó đặc biệt thì cái khóm tắc cậu nó có độ giòn luôn. Dạ, vậy thôi bây giờ để con với anh Tú phụ chú để mấy cái khóm này lên trên xuồng để chú vận chuyển rồi, đi nha. Rồi, rồi. Dạ, mình đã có xin ăn rồi thì mình cũng phải lao động chút chứ hả? Rồi. Có làm thì mới có ăn. Có qua có lợi chứ hả? Đây, cái này chắc con... này mình... để xu xuống vậy đó. Ừ, để xu xuống vậy luôn hả chú? Ừ. Không chỉ tiêu thụ trái tươi, khóm tắc cậu còn được người dân nơi đây sáng tạo thành nhiều sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng như nước ép khóm, nước màu làm từ khóm, bánh hoa mai nhân khóm, khóm sấy dẻo. Khóm tươi sau khi gọt sạch, loại bỏ mắt, rửa sạch, cắt thành từng lát đều nhau rồi tẩm ướp gia vị sao cho vẫn giữ được vị chua, ngọt tự nhiên của khóm tắc cậu, rồi xếp thành từng vỉ và đặt vào lò sấy trong khoảng 15 tiếng là có món khóm sấy muối ớt thơm ngon. Kính thưa quý vị, đây là thành phẩm món khóm sấy dẻo của cô Vân. Thì con cũng xin mời cô dùng thử. Dạ. Ờ, cái này của cô làm mà. Mời hai đứa, hai con dùng thử coi. Dạ. Coi coi cô làm có ngon không. Không có gì mà tuyệt vời bằng ngồi uống trà mà ăn khóm sấy cô ha. Dạ, con mời cô dùng trà. Sấy mọc như vậy á, thì mình sẽ bảo quản được trong khoảng bao lâu vậy cô? Thời gian bảo quản theo mình khuyến cáo là khoảng 6 tháng. Nếu mà mình để trong tủ lạnh ha, 2 năm cũng không sao hết. Anh Tú ăn thấy sao nè? Đây là miếng khóm sấy muối ớt. Đầu tiên là mình sẽ có một cái sự cảm nhận là nó thơm. Rất thơm. Thứ hai là mềm, mềm dẻo. Con ăn cho con nghe vị ngọt tự nhiên thôi. Rất thơm. Con hy vọng là trong tương lai thì cô sẽ ra thêm nhiều cái sản phẩm về khóm hơn nữa. Không những là khóm sấy mộc, khóm sấy muối ớt mà sẽ còn nhiều cái món về khóm hơn nữa. Tụi con cũng rất là cảm ơn cô Vân đã có những cái chia sẻ về sản phẩm khóm tắc cậu. Và con hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì khán giả cũng sẽ biết nhiều hơn về đặc sản của Kiên Giang. Đó là khóm tắc cậu cũng như là các sản phẩm, những cái thành phẩm được làm từ khóm. Cô cũng cảm ơn hai đứa ha. Yeah. Rồi hy vọng rằng qua cái chương trình này là cái khóm tắc cậu được gian đi xa hơn và được nhiều người mến mộ với khóm tắc cậu hơn. Dạ. Quý vị thân mến, từ vùng đất phèn mặn tưởng đâu là khó trồng trọt, tuy nhiên là với sự cần cù, chăm chỉ và thông minh của những người nông dân đã tạo nên nông sản khóm tắc cậu nức tiếng gần xa. Và vị ngọt của khóm tắc cậu ngày nay không chỉ kết tinh từ đất mà là thành quả của sự vượt khó của người dân để thích nghi với điều kiện tự nhiên. Nếu có một lần đến đây thì quý vị nhớ thưởng thức hương vị ngọt ngào của khóm tắc cậu nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Việt Nam Mến Yêu xin được phép khép lại. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi để khám phá những vẻ đẹp của Việt Nam trong chương trình Việt Nam Mến Yêu. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, anh Tú và Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại. Ca tum là loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer ở An Giang. Bánh ca tum mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. Diễn viên Nguyễn Anh Tú và MC Giang Thái có dịp học hỏi cách gói chiếc bánh rất cầu kỳ và thú vị này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 19:50 thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.